Hung thủ trong các vụ án của thám tử Akechi Kogoro đa phần đều là những kẻ biến thái với những sở thích đam mê bệnh hoạn. Vụ án lần này cũng chẳng hề kém cạnh, mà có khi còn bệnh hoạn gấp đôi khi lần này lại tập trung vào hai nhân vật với vẻ bề ngoài dị thường. Một kẻ thì không nhìn thấy bất cứ thứ gì, một kẻ thì không thể phát triển như bao người. Trước khi vào nội dung chính, thì các bạn hãy nhớ đăng ký cho Bubblegraphy cũng như nhấn vào cái nút chuông để được nhận thông báo sớm nhất mỗi khi mình ra video mới nha. Đây là thám tử Akechi Kogoro trong vụ án quái nhân mù lòa và gã người lùn. Tại một bảo tàng nọ, có một người đàn ông giơ tay sờ nắng bức tượng của một người phụ nữ. Điều này khiến cho người phụ nữ đứng gần đó cảm thấy rất khó chịu, vì bà chính là người mẫu cho bức tượng này. Nên việc người đàn ông sờ vào bức tượng khiến cho bà ghê tởm, vì nó giống như là gã đang sờ vào chính cơ thể của bà vậy. Người đàn ông có xin lỗi, nhưng ông chỉ có thể sờ vào bức tượng để mà cảm nhận vẻ đẹp của nó thôi. Vì người đàn ông này bị mù, không thể nhìn thấy được gì qua đôi mắt trắng giả. Hóa ra người phụ nữ này là một phụ nữ nổi tiếng của thành phố. Mỗi buổi diễn của cô đều có rất đông người đàn ông đến theo dõi. Ngày hôm nay cũng không khác. Đặc biệt trong số đó, có một người luôn cúi mặt, không thèm nhìn phụ nữ. Đó là gã mù mà ta đã được giới thiệu lúc nãy. Trong đám đông khán giả, có một nhân vật khác là một nhà văn nghèo chuyên viết tiểu thuyết trinh thám ba xu. Sau buổi biểu diễn, ông có ra công viên ngồi hóng mát, thì vô tình để ý một đứa trẻ. À không, thân hình tuy là của một đứa trẻ, nhưng lại có cái đầu của một người lớn. Đó là một người lùn, tay đang ôm một gói đồ. Máu trinh thám của nhà văn lại nổi lên. Anh liền bám theo gã người lùn. Đi được một đoạn, gã có dắt phải một người say xỉn và làm rớt gói đồ. Đó là một cánh tay phụ nữ bị chặt ra. Mọi chuyện bắt đầu trở nên thú vị. Nhà văn cứ bám theo gã người lùn, cho đến khi đến một cái đền thì đã bị mất dấu. Người tài xế đưa phụ nữ đến một ngôi nhà kỳ lạ. Có một cô gái với khuôn mặt u ám đã dẫn cô đến cây gương. Nhưng thật ra đây lại là một cánh cửa xoay. Cô phụ nữ bị đẩy vào trong. Đó là một hang động với những bức tượng vô cùng dị hợm. Cô phụ nữ nhìn thấy một khuôn mặt bằng tượng, miệng đổ máu. Thế là cô ngất xỉu. Sáng hôm sau, nhà văn đã bị bà chủ nhà đòi tiền trọ rồi đưa cho anh một tờ báo. Trong đó có ghi về việc cảnh sát phát hiện một cái chân của một người phụ nữ độ tuổi 20 đã bị chặt và vứt ở con kênh trong thành phố. Chắc hẳn là có liên quan đến gã người lùn. Nhà văn liền đến ngôi đền tối qua để tìm gã, nhưng không kiếm được thêm manh mối gì. Anh nhà văn đến một sạp hàng trước đền hỏi thử. Bà lão cho biết đền này chỉ có một vị trụ trì sống ở đó, chứ không có gã người lùn nào cả. Nhà văn có vô tình gặp được một người bạn cũ. Sẵn tiện cô cũng hỏi xin nhà văn một việc. Cô được biết nhà văn là bạn của thám tử nổi tiếng Akechi Kogoro. Vì thế nên muốn nhờ anh liên hệ với vị thám tử để tìm kiếm cô con gái bị mất tích của mình. Nhà văn kể cho Akechi Kogoro nghe về vụ việc. Người phụ nữ này là vợ kế của một ông nhà giàu. Cô này thì chỉ mới 25 tuổi thôi. Chỉ lớn hơn con gái riêng của ông có 5 tuổi. Akechi đoán rằng vì thế mà cô con gái không chấp nhận người mẹ kế trẻ tuổi này, cho nên là đã bỏ nhà đi mất. Nhưng nhà văn lại bảo mối quan hệ giữa cả hai vẫn rất là tốt. Vì thế sự bí mật của cô con gái mới thành ra bí ẩn. Tuy vậy, Akechi lại không hứng thú với vụ mất tích này cho lắm. Akechi có vẻ hứng thú với sự mất tích của phụ nữ nổi tiếng đang rầm rộ trên các mặt báo hơn. Tất nhiên nhà văn đã ở buổi diễn cuối cùng của cô, với nhiều manh mối quan trọng như là gã mù và gã người lùn. Tuy vậy khi anh nhà văn lại quyết định giữ im lặng chuyện này, bởi vì không muốn Akechi lấn sâu vào vụ án của cô phụ nữ. Nhà văn cầu xin Akechi tìm cô con gái giúp mình. Anh em chí cốt đã năn nỉ tới cùng như vậy thì cũng đành phải qua coi thử chứ biết sao bây giờ. Cô con gái này là người con duy nhất của chủ công ty sắt thép nổi tiếng. Sau khi mẹ cô chết, ông chủ đã đi bước nữa và cưới người mẹ kế, chỉ hơn cô gái có 5 tuổi. Akechi nhờ người mẹ kế gọi tất cả người hầu lại. Anh hỏi mọi người có thấy gì bất thường vào ngày hôm đó hay không. Ví dụ như ai đó mang một cái túi lớn. Một cô phục vụ nhớ rằng hôm đó người dọn rác đến rất sớm vào buổi sáng, trong khi thường là phải tầm chiều họ mới đến. Lạ một chỗ là người đó đến lấy rác, dù trước đó một hai hôm là đã dọn hết rác rồi. Akechi liền nhờ họ dẫn ra xem thùng rác. Anh cho rằng xác cô gái đã được giấu trong thùng rác này. Sau đó đã có người cải trang thành nhân viên hốt rác đến và mang xác cô đi. Nhưng vấn đề là ai đã làm điều đó? Cô phụ nữ đã tỉnh dậy. Đây là hang động của gã mù. Gã muốn lấy cô làm vợ, nhưng cô từ chối. Tuy rằng bị mù, nhưng tai và mũi của gã khi ở trong hang động lại nhạy bén hơn bình thường. Gã nhanh chóng tóm được phụ nữ, lột hết quần áo của cô và giở trò ép liễu nài hoa.
Cả hai giằng co một hồi thì cũng thấm mệt. Ở phía bên kia thành phố, có một nhóm người tham quan nhà ma. Họ nhìn thấy một con rối kỳ lạ với một cánh tay bị ngược. Một cô bé liền chạm vào cánh tay đó, nhưng ngay lập tức sợ hãi bỏ chạy, bởi vì đó là một cánh tay người. Gã người lùn ngồi trên cây cao, khoái chí nhìn mọi người sợ hãi. Cánh tay đó may chiếc nhẫn của cô con gái, vậy là hơn 90% khả năng cô gái này đã không còn sống trên đời. Akechi cho rằng kẻ phanh thây và rải xác cô gái khắp nơi không phải là hung thủ thật sự. Kẻ đó làm vậy là để đe dọa cho hung thủ. Anh vừa nói vừa nhìn chăm chú vào người mẹ kế. Cùng lúc đó, người hầu chạy vào đưa cô một cái hộp to do ai đó gửi đến. Bên trong là cánh tay còn lại của cô con gái. Người mẹ kế thấy vậy liền ngất xỉu và được đưa sang phòng khác. Lúc đó, có một cô hầu gái đã đưa cho Akechi một tờ giấy, bảo rằng tối nay người mẹ kế sẽ đi thăm họ hàng của mình. Sau khi người mẹ kế rời khỏi nhà, cô hầu gái đó cũng bám theo. Người mẹ kế thật ra là đến gặp gã người lùn. Gã muốn làm tình với cô. Sau đó gã người lùn đã dẫn mẹ kế đi nơi khác. Cô hầu gái thì bị trợ lý của Akechi chặn lại và bảo rằng cô không cần phải bám theo nữa. Gã người lùn đưa mẹ kế đến một căn nhà và bảo cô lên lầu đợi gã. Hóa ra nhà văn cũng bám theo cả hai, nhưng khi anh đập cửa xông vào nhà thì lại không thấy ai hết. Kỳ lạ chỗ quả thật là ở trên lầu, gã người lùn xuất hiện với dáng vẻ cao ráo và bắt đầu quan hệ với người mẹ kế. Về phía phụ nữ, cô bắt đầu chìm đắm trong thế giới kỳ dị của gã mù và tận hưởng cái sự khoái lạc khi quan hệ với gã. Akechi và nhà văn cùng đi dạo trong công viên. Anh nói với nhà văn mình đã biết hung thủ là ai rồi. Tuy vậy thì khi nhà văn hỏi anh thì anh vẫn chưa chịu trả lời. Akechi kể thêm về cô con gái. Cô hẹn hò với chàng tài xế của gia đình, mà chàng này cũng đang lọt vào mắt xanh của một cô hầu gái khác, cho nên là cô hầu gái này có vẻ rất là đáng nghi. Mà đáng nghi nhất vẫn là người mẹ kế. Akechi cảm thấy rằng nhà văn có vẻ bảo vệ người mẹ kế hơi quá mức cần thiết. Anh cũng biết nhà văn tối qua đã theo dõi cuộc hẹn của người mẹ kế. Sau những cơn hoang lạc về xác thịt, gã mù đã dùng dao đâm chết cô phụ nữ. Hôm sau, nhiều bộ phận phụ nữ rời rạc được tìm thấy. Akechi cho rằng vụ này không liên quan gì đến vụ của cô con gái, mà có vẻ liên quan đến việc mất tích của cô phụ nữ nhiều hơn. Đến giờ, nhà văn mới kể cho Akechi nghe về cái đêm diễn cuối cùng đó. Từ lần đầu đọc báo, Akechi đã nghi rằng cô phụ nữ đã bị bắt cóc. Cho đến tận hôm nay thì khả năng cao cô đã không còn sống ở trên đời rồi. Gã mù là một bậc thầy massage. Nhờ vào đôi tay điêu luyện của mình, gã đã lừa được thêm một con mồi vào hang ổ. Gã cho cô xem một tác phẩm nghệ thuật của mình. Đó chính là cô phụ nữ. Giờ đây đã thành một bức tượng trong hang động của gã. Và người phụ nữ này sẽ là tác phẩm tiếp theo. Người mẹ kế lại đến phục vụ cho gã người lùn. Tuy vậy lần này đã bị một người đàn ông xen ngang. Đó là người anh trai của gã người lùn, một chuyên gia làm hình nhân giả. Ông muốn gã người lùn dừng việc cưỡng dâm người mẹ kế lại. Vì cả hai mang ơn ông chủ của công ty sắt rất nhiều, gã người lùn thì không chấp nhận. Ngày xưa, gã có gia nhập một gánh xiếc vì cho rằng nơi đó sẽ chấp nhận một người như gã. Tuy vậy thì gã người lùn vẫn bị bắt nạt. Tối hôm đó, gã đã phóng hỏa thiêu rụi cả gánh xiếc. Ông anh cũng đã giúp đỡ gã bằng hết khả năng của mình, đó là tạo cho gã đôi chân giả. Nhưng như thế là chưa đủ. Gã chỉ thỏa mãn khi người vợ kế của ông chủ phải quỳ gối mà phục vụ thể xác cho mình. Sáng hôm sau tại công viên, có một bức tượng phụ nữ được đặt dưới đất trông vô cùng kỳ lạ. Một ai đó đã làm đổ bức tượng và xác của cô phụ nữ nằm bên trong đã lộ ra ngoài. Akechi Kogoro tìm đến hỏi chuyện đàn em của cô phụ nữ. Cô có một nhân tình bí mật. Thường thì người nhân tình đó sẽ cho tài xế riêng đến rước cô phụ nữ để cả hai được gặp nhau. Tuy vậy, ngày mà cô mất tích thì cô đã được một người tài xế lạ mặt dẫn đi. Akechi liền tìm gặp người tài xế thường xuyên chở cô phụ nữ để tìm kiếm thông tin của người tài xế lạ mặt đã đi thay. Sợ bị liên lụy, gã liền khai ra danh tính của người tài xế kia. Gã tài xế kia thì cũng rén, cho nên là đã chỉ địa điểm mà gã đã chở cô phụ nữ cho Akechi biết. Nhưng khi tới được nhà của gã mù thì gã cũng đã cao chạy xa bay rồi. Về phía gã mù thì giờ đây đã trở thành một hợp massage có tiếng và được rất nhiều người phụ nữ săn đón. Trong đó có một người phụ nữ đã nghĩ ra một trò chọc ghẹo gã mù. Cô ta sẽ thuê chuyên gia làm hình nhân để tạo ra một hình nhân giả. Sau đó sẽ chuốt say rồi cho gã mù xoa bóp, xem gã có nhận ra người thật hay là không. Akechi cũng đã tìm ra lối đi bí mật của gã người lùn, cũng như nơi gã quan hệ với người vợ kế. Nhà văn liền leo lên để bắt gã. Cảnh sát cũng có mặt theo sự sắp xếp của Akechi. Gã người lùn thấy mình bị phát hiện đã chạy trốn trên mái nhà, nhưng cuối cùng đã trượt chân ngã xuống đất, nguy kịch.
Còn mỗi nhà văn và người vợ kế trong phòng, cô thú nhận mình đã giết cô con gái. Nhà văn liền bảo cô hãy bỏ trốn cùng mình, rồi hôn cô say đắm. Anh kéo cô chạy đi, nhưng tất nhiên đã bị Akechi cho người chặn lại. Gã người lùn đang nguy kịch, Akechi có dặn dò người anh, rồi bỏ đi. Đã đến lúc thám tử Akechi Kogoro phá giải vụ án, hung thủ đã giấu xác nạn nhân trong thùng rác, rồi được người khác mang đi vào sáng hôm sau. Người mang cái xác đi chính là chàng tài xế trong gia đình. Anh ta đã mang xác đến đền thờ và giao cho chủ trì. Người sắp xếp tất cả chuyện này là ông chủ. Vì chủ trì mang nợ của ông nên sẽ giúp phi tang cái xác. Cho tới đây thì chắc bạn đã biết, chủ trì đền này chính là gã người lùn khi mang chân giả. Nhưng vì gã người lùn lại say đắm nhan sắc của người vợ kế, nên là thay vì phi tang cái xác của cô con gái, thì gã lại bắt đầu viết thư đe dọa người vợ kế. Gã dọa sẽ phơi bày vụ án để mà có được cô. Còn người vợ kế thì lo sợ rằng chồng mình đã giết cô con gái, cho nên là để bảo vệ cho chồng, cô mới đi tìm gặp gã người lùn. Vậy ai mới là người thật sự giết cô con gái này? Chính là cô hầu gái, người mà đã mê đắm chàng lái xe. Nhưng tại sao ông chủ lại không tố cáo cô hầu gái mà lại phải làm mấy việc rắc rối như thế này? Vì cô hầu gái đó cũng là một người con rơi của ông chủ với nhân tình. Vậy thì giờ đây cô hầu gái đó đang ở đâu? Akechi liền cho mời cô vào phòng. Nhưng mà cái cô gái bước vào phòng thật ra không phải là cô hầu gái, mà chính là cô con gái mới đúng. Ngày hôm đó cô hầu gái và cô con gái đã gây lộn với nhau, vì cô hầu gái cảm thấy thật là bất công khi mà bị cướp đi cả cha lẫn chàng trai mà cô yêu. Trong lúc cả hai cự cãi, cô hầu gái đã bị ngã đập đầu vào cạnh bàn và chết. Ông chủ sợ rằng chuyện này sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình, không thể có một vụ án mạng nào xảy ra ở trong ngôi nhà này được. Và ông cũng không chấp nhận cho con gái của mình cưới chàng lái xe. Nhưng nếu người cưới chàng lái xe là cô hầu gái thì không sao. Vậy nên ông chủ đã cho con gái mình thay đổi thân phận với cô hầu gái. Khi cảnh sát định dẫn cô con gái đi, thì ông anh gã người lùn đã bước vào, tiết lộ một sự thật đáng sợ. Lúc cô hầu gái được đưa đến chỗ gã người lùn, khi đó cô vẫn còn sống và đang dần tỉnh lại. Nhưng vì giả tâm của mình, gã người lùn đã thắt cổ cô gái đến chết, rồi phanh thây cô gái tội nghiệp. Vậy nên cô con gái đã thoát khỏi tội danh giết người. Về phía cả mù, có vẻ kế hoạch chọc ghẹo của người phụ nữ đã thất bại. Khi các cô gái đến xem, thì thấy gã mù đang phanh thây một người phụ nữ. Cả ba liền bỏ chạy. Danh tiếng của quái nhân mù lòa nhanh chóng lan đi khắp nơi. Gã mù cũng nhanh chóng leo lên tàu để mà tẩu thoát sang nơi khác, thậm chí còn bán thịt khô cho các hành khách trên tàu. Nhưng khi họ ăn vào, thì các bộ phận cơ thể người như răng hay là ngón tay dần lộ rõ. Cơn ác mộng của gã vẫn chưa chấm dứt. Sau đó gã mù có đi ra biển, vô tình gặp được ba cô thợ lặn đang ngồi sưởi ấm. Gã tiếp cận họ, tự nhận mình là một nghệ sĩ điêu khắc, muốn nhờ họ làm mẫu. Khi chạm vào cơ thể của những người phụ nữ, gã mù chìm đắm trong cái thứ nghệ thuật đỉnh cao của riêng mình. Sau đó gã mù đã gửi một lá thư đến cho Akechi. Gã muốn nhờ anh liên hệ đến một nhà phê bình nghệ thuật nổi tiếng. Gã muốn cho ông ta xem tác phẩm nghệ thuật của mình. Chỉ cần như vậy, gã sẽ tự giao nộp bản thân cho cảnh sát. Sau khi đọc thư, Akechi cho rằng có một lằn ranh rất nhỏ giữa thiên tài và sự điên loạn. Tình cờ làm sao quái nhân mù lòa và gã người lùn lại sống trong cùng một thành phố. Chắc hẳn sau khi biết đến việc chặt xác của gã người lùn, nó đã đánh thức con quỷ nghệ thuật bên trong gã mù. Một mối quan hệ kỳ dị. Nhà phê bình đã đến hang ổ của gã mù để xem cái tác phẩm nghệ thuật của gã. Ông đi một vòng, nhìn ngắm bức tượng dị hợm, rồi tức giận hét lớn, đập vỡ bức tượng. Đây không phải là nghệ thuật. Bên trong là xác của ba người phụ nữ đánh cá tội nghiệp và của cả gã mù. Nhà phê bình nhìn cái xác của gã như đang nhìn thấy một con ác quỷ, chứ không phải là một người nghệ nhân nào hết. Và đó là những gì đã xảy ra trong Quái nhân mù lòa và gã người lùn. Cảm nghĩ của bạn về vụ án này như thế nào thì hãy comment cho mình biết với nha. Và nếu bạn muốn theo dõi thêm những vụ án của thám tử Akechi Kogoro thì hãy nhớ like, share, đăng ký cho Bubblegraphy, cũng như nhấn vào cái chuông thông báo để được xem video sớm nhất có thể nha. Hẹn gặp lại các bạn ở vụ án tiếp theo.